Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý vị thính giả, lời Chúa trong Sử Ký Nhì chương 19 câu 3 đến câu 4 sẽ là phần Kinh Thánh nền tảng cho bài học hôm nay. Chúng ta cùng suy ngẫm với đề tài đem dân Chúa trở về cùng Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa đã cho quý vị bền lòng đồng hành với chúng tôi trong chương trình này. Nguyện lời Chúa luôn soi sáng tâm linh chúng ta trên bước đường phục sự Ngài. Nhưng trong vua có điều lành, vì vua có trừ diệt khỏi xứ những thần Asera và rắp lòng tìm cầu Đức Chúa Trời. Giô-sa-phát ở tại Jerusalem, đoạn người lại đi ra tuần soát dân sự từ Be-e-sheba cho đến núi Ephraim, dẫn dắt chúng trở về cùng Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ họ. Câu gốc của bài học là: vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Theo Ma-thi-ơ chương 28, câu 19 đến câu 20. Câu hỏi suy ngẫm, câu 4 cho biết vua Giô-sa-phát ở đâu? Sau đó vua đi đâu và làm gì? Noi gương vua Giô-sa-phát, chúng ta làm gì để đem nhiều người trở lại cùng Chúa? Kính thưa quý vị, sau khi được Chúa cứu, thoát chết và trở về, vua Giô-sa-phát ráp lòng tìm cầu Đức Chúa Trời và ở tại Jerusalem, chứ không đến Samari để làm theo những gì đồng minh của vua đòi hỏi và dụ dỗ nữa. Theo Sử Ký Nhì chương 18, vua ở tại nơi vua phải ở, trở về với bổn phận vua phải làm. Đứa con không nghe lời cha, giao du với bạn bè xấu bên ngoài, giờ đã ngoan ngoãn ở trong nhà cha để phục vụ và vâng lời cha mình. Sau đó, vua lại đi ra khỏi Jerusalem, nhưng lần này là đi thăm dân khắp từ miền Nam cho đến miền Bắc để đem dân trở về cùng Jehovah, Đức Chúa Trời của tổ phụ họ. Những lời của trách của Chúa qua đấng tiên kiến Jehu đã chạm đến tấm lòng của vua. Vua hiểu và kinh nghiệm nhiều hơn về ân sủng, tình yêu thương và sự tha thứ của Chúa. Vua biết mình không xứng đáng, nhưng Chúa đã tha thứ cho vua, cứu vua thoát chết, cho vua trở về nhà bình an. Giờ đây, với tất cả tấm lòng biết ơn, vua muốn làm hết sức mình để đem cả dân chúng trở về thờ phượng Đức Chúa Trời, là đấng họ phải thờ lạy thay vì thờ lạy những thần tượng ngoại bang. Kinh Thánh không cho biết vua Giô-sa-phát thực hiện phương cách nào để đem dân chúng trở về với Chúa. Chỉ biết vua đích thân ra đi, chứ không sai phái người khác đi dạy dỗ như lần trước. Theo Sử Ký Nhì chương 17 câu 7. Điều đó cho thấy vua rất xem trọng việc đem người khác trở lại cùng Chúa. Vua đã từ bỏ sự an nhàn của mình để đi khắp cả xứ hầu việc Đức Jehovah. Chúa Giê-xu đã hy sinh tất cả vì chúng ta. Ngài từ bỏ ngôi cao của Ngài trên thiên đàng để đến thế gian chịu khổ, thậm chí chịu chết cách rất đau đớn trên thập tự giá vì tội của chúng ta. Chúng ta cũng phải có tâm tình giống vua Giô-sa-phát, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu Chúa sai phái, chấp nhận hy sinh để rao báo tình yêu thương của Chúa, đem nhiều người trở về thờ phượng Đức Chúa Trời, là đấng đã tạo dựng nên chính họ và cả vũ trụ này thay vì thờ phượng loài thọ tạo. Những điều tốt đẹp vua Giô-sa-phát đã làm cho Chúa xưa kia đã được Đức Chúa Trời ghi nhớ, thì những gì chúng ta làm hôm nay để đem người khác đến với Chúa cũng sẽ được Ngài ghi nhớ và ban thưởng. Theo Ma-thi-ơ chương 16 câu 27 và Cô-rinh-tô nhất chương 15 câu 58. Chúng ta cùng hiệp nhau trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa Giê-xu đã hy sinh đổ huyết ra trên cây thập tự để cứu con. Xin cho con sẵn sàng ra đi, rao báo phúc âm
đem nhiều người trở lại với Chúa bằng tất cả tấm lòng biết ơn Chúa và yêu thương những linh hồn hư mất. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có sẵn sàng từ bỏ sĩ diện, sự an nhàn, thậm chí sự sống của mình để đưa người khác trở lại với Chúa không? Sẵn sàng rao báo tin lành, dù bao gian khó trung thành truyền rao, đem yêu thương Chúa ban trao, thế gian hư mất còn bao nhiêu người? Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.